hai nè bây giờ. Dừa cho em thỏ ăn đi. Đấy đúng rồi, con đưa cho bạn, con đưa cho em ăn đây. Con không ăn được. Ai nè bây giờ. Đây thì cô sẽ hỗ trợ con nhé. Để em hỗ trợ anh bạn này nhé. Đây, con có vẽ không? Đây, khô cái này vào đây, chấm cái này vào đây. Chấm cái này vào đây. Đây. Đấy. Bánh sinh nhật của bố đấy. Bánh sinh nhật của con mà. Con làm mà. Con làm mà. Con làm mà. Dính vào nhau là được rồi. Ok, đấy, xin ốp vào đấy nhá. Xin ốp vào đấy nhá. À, ừ đúng rồi, bánh sinh nhật của con, nhưng mà con tặng bố mà đúng không? Tặng mẹ. Ngon quá, bây giờ mình học bạn chữ cái nha. Cái gì vậy? Dạ. Rồi bây giờ đọc nè. Đọc. Chữ gì đây? A B C D S T T rồi tới gì? T T S đại. No T T là T rồi tới gì nè? T U xe tải. T là xe tải đúng rồi, nhưng mà T xong rồi tới cái gì, chữ gì nè? D. Đúng luôn. Trời ơi. À. Con ấn, đập luôn, con đạp đi. Đúng rồi, xe nó di chuyển á, thấy không?